Thưa quý vị, những hình ảnh ăn đồ sống như thế này gần đây đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các video trên mạng xã hội. Các bạn trẻ chủ yếu là tại các tỉnh vùng cao đã ghi lại quá trình đánh bắt và ăn sống nhiều loại động vật. Thế nhưng liệu đây có thực sự là văn hóa bản địa hay chỉ là một chiêu trò để câu view của một bộ phận thanh niên còn thiếu hiểu biết? Không chỉ có vậy, việc ăn tươi nuốt sống thực phẩm như vậy cũng kéo theo những hậu quả khôn lường về sức khỏe. Bắt cá ở dưới ao rồi ăn sống ngay trên bờ. Ăn nội tạng động vật khi vừa mổ xong. Những video ăn uống với tiêu đề và hình ảnh gây sốc đang xuất hiện tràn lan trên YouTube. Trông các bạn ấy ăn uống nhồm nhoàng như thế, nhìn nó cũng không được đẹp mắt, không được hợp với cả cái cách ăn uống của dân mình. Cách ăn uống ấy, thì nó không được hợp vệ sinh. Mình cũng không thích cho con mình xem những cái hình ảnh như thế. Vì là sợ là con sẽ học theo những cái thói đấy. Bây giờ nó ra đây này, đấy. Úi dồi ôi. Ngoan nha. Ok. Ui ôi. Có nhiều người cảm thấy tôi sử dụng những đồ ăn sống thì cảm thấy là sợ hãi, phản cảm. Nhưng đó là tôi muốn hòa đồng với bà con và chứng minh rằng các món ăn của họ thực ra không đáng sợ như các bạn nghĩ. Nó góp phần tạo nên cái sự phong phú đa dạng văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Theo như chia sẻ, một số kênh mở ra với mong muốn quảng bá văn hóa bản địa, còn một số kênh tự nhận đây chỉ là phong cách ăn uống của cá nhân chứ không đại diện cho văn hóa vùng miền nào. Thế nhưng, dù với mục đích gì thì nhiều video vẫn bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, thậm chí kêu gọi tẩy chay. Cái ăn sống là có trong ẩm thực của người Việt, không những các đồng bào dân tộc thiểu số mà cả người Việt, người Kinh nói chung cũng có một số món ăn là ăn sống. Nhưng ăn sống văn minh, chứ không phải ăn sống mòn con cua con cá nó cho ngay vào mồm. Thực ra tôi nghĩ là có một nhóm các bạn trẻ cũng là có thể họ thích thú có những cái thứ lạ, rồi là có cái trò là luôn câu view, cho nên chúng ta không thể ăn bừa ăn bãi và cứ nói đấy mới là dân tộc văn hóa. Tôi cho đó là họ không biết gì. Những hành động như thế là tuyên truyền cho một lối sống bẩn thỉu, phản khoa học, phản vệ sinh, chúng ta phải lên án. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Châu, việc ăn hẳn một con cá đang rẫy hay ăn sống bất kỳ một thực phẩm nào đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Ăn cá như thế thì cái việc mà nhiễm ký sinh trùng, trong đó sán lá gan bé và còn nhiều những ký trùng khác nữa thì rất là cao. Thì đấy là cái thứ nhất, là nguy cơ do ăn phải cái cá mà trong cái thịt nó là đã chứa mầm bệnh. Cái nguồn nước như thế chúng ta nhìn bằng mắt thường đã cảm thấy là rất có vấn đề. Nếu như không may mà cái vùng ấy mà đang xảy ra dịch tiêu chảy, đang xảy ra dịch tả, đang xảy ra dịch lị thì chắc chắn những người ăn kiểu như thế sẽ là gì, nuốt mầm bệnh vào trong người và đương nhiên cái tỷ lệ mắc bệnh sẽ rất là cao. Ẩm thực cũng như sức khỏe không phải là chuyện có thể đùa. Chỉ một vài giây phút vui vẻ, vài chục nghìn view nhưng có thể gây hại đến không chỉ chính những người làm video mà còn vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa vùng miền thực sự. Và cũng liên quan đến các video ăn uống trên mạng xã hội thì mới đây, video của chủ tài khoản Hưng Vlog, con trai của bà Tân Vlog, đã khiến cho cộng đồng mạng lên án gay gắt khi nấu một nồi cháo trắng với một con gà còn nguyên lông để mời hai người em của mình ăn. Chúng tôi đã liên hệ với Sở Thông tin Truyền thông Bắc Giang. Đơn vị này cho biết là đã vào cuộc xác minh làm rõ về việc truyền bá hình ảnh mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu việc này có thật, sẽ chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý. Hiện thì tài khoản Hưng Vlog đã xóa video này, thế nhưng mà cộng đồng mạng vẫn đang rất phẫn nộ.